Hallelujah. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong sách các quan sát tiếp tục, chương 13 đến chương 16. Con xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với phần cuối cùng. Thật ra thì không phải là chương 16 phần 6, mà là từ chương 13 đến chương 16. Xem tổng kết về nhân vật Samson có 6 phần. Bài học hôm qua chúng ta đã học 3 trong số 5 đặc điểm, hay là 5 bài học, 3 bài học trong số 5 bài học từ cuộc đời của Samson. Đó là nhắc lại qua 3 bài học hôm qua. Bài học 1, chúng ta được kêu gọi để sống một cuộc đời nên thánh, thánh khiết cho Chúa. Bài học 2, Samson ra đời không chỉ là đặc biệt, Đức Chúa Trời có thể dùng những tình huống xấu để thực hiện ý định tốt cho Ngài. Bài học 3, bạn được tự do lựa chọn nhưng bạn không tự do khỏi hệ quả của những gì mình đã làm sự lựa chọn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp bài học số 4, chọn một người bạn đời theo đức tin của mình. Bài học số 5, dùng sức mạnh của chúng ta cho công việc của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát một phần khác, đó là lời cầu nguyện của một người anh hùng gục ngã dựa trên cái lời cầu nguyện cuối cùng của Samson. Bài học số 4, chọn một người bạn đời theo đức tin của bạn. Chúng ta đã thấy trong cuộc đời của Samson những hậu quả bi thảm từ những quyết định của ông. Ông quyết định chọn một người bạn đời từ đất Thimna, một người phụ nữ từ các con gái Philistine, trong các quan sát chương 14 câu 2. Cha mẹ của Samson thấy sự lựa chọn ngu xuẩn nên đã ngăn ông lại đừng có đi lấy vợ ngoại mà bị dụ dỗ thờ hình tượng. Tuy vậy, Samson đã quyết định rồi và cuộc hôn nhân của ông và người nữ Philistine qua 7 ngày lễ dạm hỏi thì cũng không có xảy ra, mà là thê thảm, kết thúc trong thảm kịch. Samson thấy mình bị người Philistine ghét bỏ, người vợ mới cũng phản bội, bắt đầu từ cái bí mật mà Samson nói cho. Nếu Samson cũng yêu ở trong tuổi thanh niên bình thường, thì câu chuyện với người nữ Thimna trong lúc tuổi thanh niên, và sau khi được thần Chúa cảm động, tức là trong các quan sát chương 13 câu 25, trước khi mà ông đi tìm vợ, sau đó thì nói kết thúc rằng ấy là ông làm quan sát Israel sau 20 năm. Câu cuối trong chương 15. Nghĩa là sau lần người vợ đầu tiên này chết, Samson phải chăng có sự chấn thương tình cảm. Nhưng có vẻ như ông không học được bài học từ quá khứ và vẫn phạm phải sai lầm tương tự tiếp tục. Rồi trong chương 16 thì nói Samson đến Casa trong một ngày kia, đi vào nhà đến với cô gái điếm mà không cần đợi kết hôn. Việc chọn một người bạn đời thay đổi cuộc đời rất là nghiêm trọng. Có nghĩa rằng đó là Samson bẵng đi khoảng nhiều nhất là 20 năm sau cái lần người vợ đầu tiên không thành. Rồi lần này ấy, thì ông không hài lòng với người kỹ nữ Casa. Ông đi xuống thung lũng Sorek và ở đó câu chuyện tình duyên định mệnh giữa Samson và Dalila. Dalila có nghĩa là yếu mềm, còn Samson ấy, thì mạnh mẽ. Một sự kết hợp vung vào nồi không đến nỗi tồi, nhưng nó không phải trong ý muốn của Chúa mà thôi. Sau khi Dalila tiếp tục than vãn liên hồi, cuối cùng ấy, Samson cũng chịu thua và nói cho cô biết bí mật về sức mạnh siêu phàm của mình. Tất nhiên, việc cắt 7 lọn tóc thề nguyện Nazire của Samson không phải là lý do thực sự làm mất sức mạnh của ông. 7 lọn tóc thề nguyện mọc dài chưa bao giờ cắt ở trên đầu của ông chỉ là biểu hiện bên ngoài về sự cam kết bên trong của Samson với Chúa của mình về sự thề nguyện này. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng việc kết hôn với một người ngoài đức tin sẽ mang lại rất nhiều rắc rối. Phải mà Samson nghe lời cha mẹ, ông đã có thể tự cứu mình khỏi rất nhiều khổ đau. Tương tự như vậy, chúng ta hãy học hỏi từ cuộc đời của Samson. Chúng ta không được để những cảm xúc bất ổn của mình làm cho ảnh hưởng những quyết định quan trọng. Kết hôn ngoài đức tin nó giống như là mang cái ách không cân, tương đương với việc đi ngược lại sự chỉ dẫn trực tiếp của Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô nói ở trong 2 Côrintô chương 6 câu 14 đến 16, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Sứ đồ Phaolô đang nói với chúng ta rằng đừng có mang cái ách không cân đối với người không tin Chúa. Lời khuyên này thực sự có giá trị khi chọn một người bạn đời tiềm năng. Và điều này chúng ta khi đang còn có cơ hội cần nêu ra và cần học ở trong những buổi gia đình lễ bái. Chọn một người bạn đời không đúng với đức tin của mình cũng giống như việc bạn tự đập đầu vào đá.
đừng ngốc nghếch, hãy xem bài học của Samson. Đừng tin tưởng vào cảm xúc không ổn định của bạn mà hãy chọn làm theo ý muốn của Chúa và Ngài đã nói ở trong lời của Ngài. Bạn sẽ hạnh phúc và thỏa nguyện hơn khi đi theo điều răn của Ngài. Bài học số 5, hãy dùng sức mạnh của chúng ta cho công việc Đức Chúa Trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người sẽ nghĩ về Samson là người đàn ông rất mạnh mẽ trong Kinh Thánh. Rõ ràng điều này đúng một phần, ông có sức mạnh siêu phàm, có thể xé đôi sư tử, một tay giết cả nghìn người chỉ bằng xương hàm lừa non mới, nhổ hai trụ cổng thành, vác nó trên vai, xô đổ hai cột trụ của một ngôi đền ngoại giáo đổ sộ. Mạnh mẽ như Samson, chúng ta phải nhớ rằng sức mạnh của ông đến từ Đức Chúa Trời. Không có Chúa, Samson cũng chỉ yếu như mỗi người bình thường khác. Bạn và tôi cũng được Chúa ban cho sức mạnh vô song ở trong Chúa Jesus Christ. Mặc dầu chúng ta có thể không giống như Samson, nhưng chúng ta có những sức mạnh riêng mà chúng ta có thể sử dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ephesians chương 3 câu 20. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Bất kể bạn là ai, thuộc nhóm tuổi nào hoặc tình trạng sống của bạn ra sao, bạn đều có một món quà từ Đức Chúa Trời mà mình có thể sử dụng. Đừng bao giờ phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng tôi không là gì cả, không thể làm, không thể góp được phần gì. Thì đó là cái lời nói dối mà Satan muốn cho mọi người đều tin đó. Chúng ta có những điểm mạnh yếu khác nhau. Đừng đánh giá thấp những điều nhỏ nhặt mà bạn có thể làm cho người khác và cho Chúa, vì chính điều nhỏ bé đó có khả năng chiếm cái khoảng trống lớn nhất trong trái tim của những người trống vắng cô đơn cần sự giúp đỡ, những người hư mất. Nỗ lực nhỏ của chúng ta khi tập hợp lại với nhau cuối cùng sẽ trở nên đáng kể, hay trở nên giống như cậu bé đã dâng 5 cái bánh và 2 con cá của mình cho Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ sử dụng nó cho hàng ngàn người ăn. Matthew chương 14 câu 13 đến câu 21. Do đó, hãy dâng sự sống và sức mạnh của bạn cho Chúa ngay hôm nay. Tốt nhất là khi bạn vẫn còn trẻ, đừng đợi đến khi trở về già và thậm chí không thể tự mình đi thờ phượng hội thánh được nữa. Thế là bước sang một cái phần tiếp theo khác ở đây, với tựa đề là lời cầu nguyện của một người anh hùng đã gục ngã. Samson thực sự là một trong những hình tượng mơ hồ nhất trong Cựu Ước. Ông sinh ra với thiên chức là một người Nasire được biệt riêng cho Chúa, một người có nhiệm vụ cao cả là cứu dân tộc mình khỏi quân Philippines. Được Chúa trang bị cho một sức mạnh siêu phàm. Nhưng ngoài các chiến công hiển hách, Samson còn mang tiếng là một người lăng nhăng với phụ nữ mà lại với những phụ nữ của quân thù là người Philippines. Mối tình định mệnh với Dalila. Tại đó ông quên đi sự kêu gọi của mình và để cho mình bị Dalila lừa dối. Cắt 7 lọn tóc của ông, đó là dấu hiệu của sự dâng mình cho Chúa, khiến cho ông mất đi sức mạnh. Người Philippines chiến thắng khải hoàn, bây giờ chúng ta tóm được nó rồi. Họ làm nhục và ngược đãi Samson mà trước đây ấy, hoàn toàn trên cơ đối với họ. Samson bị khoét hai mắt, bị xiềng xích vào tù, say cối trong ngục. Bây giờ Samson phải tự hỏi mình, có phải Đức Chúa Trời không chỉ trừng phạt tôi mà còn bỏ rơi tôi hoàn toàn hay không? Trong tình huống này, Samson không còn là một anh hùng nữa, mà là một kẻ bị xâm phạm, sỉ nhục. Samson cũng biết rõ mình phải chịu trách nhiệm cho việc này. Lúc này xuất hiện lời cầu nguyện đáng chú ý của Samson. Lời cầu nguyện của một con người trước ngưỡng cửa của cái chết. Trong các quan xét chương 16 câu 28, bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi, hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi, chỉ lần này mà thôi. Hầu cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt tôi. Chúng ta quan sát. Điểm thứ nhất, lời cầu nguyện của ông là Chúa Giê-hô-va ơi. Giữa lúc khốn cùng trong lễ hội vinh danh thần Dagon, thần tượng ngoại giáo gớm ghiếc này. Trong bản dịch Martin Luther, đây là danh của Chúa Ngôi Hai. Bởi vì ấy, trong Kinh Thánh bản dịch Luther, danh Chúa Ngôi Hai, Đức Giê-hô-va luôn được viết hoa. Trong tiếng gốc của nó là Đức Giê-hô-va. Đó là danh gọi mà Đức Chúa Trời đã giới thiệu Ngài với Môi-se ở trong suốt Ê-díp-tô ký chương 3 câu 16a. Hãy đi hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Môi-se và ngay cả sau đó, danh của Đức Chúa Trời luôn là một điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi nó thậm chí còn được bảo vệ bởi một điều răn. Trong xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 7, ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi,
Vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Nó là điều răn thứ hai mà Chúa dặn ở đây. Thì lời Samson nói Chúa Giê-hô-va ôi, đó là danh gọi, danh xưng của Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúng ta biết Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Jesus Christ và Đức Thánh Linh. Chính là đấng mà Samson kêu cầu ở đây, là Chúa Giê-xu trước khi mà Ngài trở nên xác thịt. Đây là danh xưng, tên gọi của Chúa mà chúng ta có thể tiếp cận được với Đức Chúa Trời. Khi trò chuyện với Chúa, trong lời cầu nguyện cũng vậy, qua danh Chúa mà chúng ta liên hệ với Ngài. Giăng 14 câu 13 đến 14. Chúa Giê-xu nói, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi. Đây là Đức Chúa Trời ngôi ba, đấng yên ủi đấy. Cách Chúa Giê-xu dạy môn đệ cầu nguyện trước khi Ngài từ biệt họ, ngay trước khi Ngài bị bắt, đối với chúng ta ngày nay, chúng ta dùng danh của Chúa Giê-xu để xưng hô với Đức Chúa Trời, vì Phi-e-rơ xác quyết ở trước tòa công luận rằng, Công vụ chương 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Mục sư Wilhelm Busch, người truyền giảng phúc âm qua đời năm 1966, ông có cuốn sách nổi tiếng đó là Chúa Giê-xu số phận của chúng ta. Ông đã từng có một số kinh nghiệm đáng nhớ với quyền năng của danh Chúa Giê-xu. Trong một câu chuyện số 126, chuyện kể rằng ông nhận được một cuộc gọi không hề báo trước. Đầu dây nói, thưa mục sư, một người phụ nữ Mỹ đã chết ở một rạp xiếc vào ngày hôm kia và mục sư cần phải lo tang lễ. Mục sư Bush đến nhà nguyện nghĩa trang vào ngày hôm sau. Hóa ra, người qua đời đó là một người da đỏ, nhà nguyện đầy những người ăn mặc khác nhau đến từ các bộ lạc khác nhau. Ông được giới thiệu với một tù trưởng da đỏ, thân hình đầy những hình vẽ chiến tranh. Mọi người không hiểu tiếng Đức và nhiều người không hiểu tiếng Anh. Ông nói cái điều gì cũng được vì cũng sẽ chẳng có ai hiểu. Người giám đốc rạp xiếc nói với mục sư như vậy. Mục sư Wilhelm Busch đọc một câu ở trong Kinh Thánh và nói một vài lời. Buổi lễ không tập trung, mọi người mất trật tự. Mục sư Busch nói về ngôi nhà đời đời dành cho tất cả, kể cả với những người lang thang vô gia cư. Linh hồn của chúng ta ở nhà khi được ở với Chúa Giê-xu. Đột nhiên, một tiếng động vút qua hội chúng khi nghe nhắc về danh Chúa Giê-xu. Họ biết danh Chúa Giê-xu, Ngài có quyền năng. Mọi người trở nên im bặt và lắng nghe. Mục sư Bush giờ đã biết chủ đề của bài giảng tang lễ của mình là gì. Danh của Chúa Giê-xu. Vì vậy, ông nói từng câu một và mỗi cuối câu ông đều thốt ra chữ danh Chúa Giê-xu. Người tù trưởng da đỏ cúi đầu, những cô gái trẻ trước đó không tập trung, bây giờ bắt đầu lắng nghe và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Và trong khi tôi tiếp tục rao giảng danh Chúa Giê-xu, tôi cảm thấy như thể tôi đã trải qua một phần cuối cùng của điều gì sẽ xảy ra. Rằng khi nghe đến danh Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Giê-xu Christ là Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ở trong Philip chương 2 từ câu 10. Rồi ông đã kết thúc buổi lễ bằng cách đó. Đó là một phép lạ, mọi người đều hiểu. Khi Samson kêu cầu Chúa như dân Israel thời xưa vẫn làm trong cơn khốn khó, Chúa Giê-hô-va ôi, hay là lạy Đức Giê-hô-va, đối với chúng ta ngày nay là lạy Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ơi, chúng ta tìm thấy sự cứu chuộc ở trong danh xưng tuyệt vời này. Thứ hai, ông cầu nguyện là xin Ngài nhớ lại tôi. Samson kêu gọi danh này với nội dung đó. Đó không phải là một lời cầu nguyện kỳ lạ hay sao? Không phải Chúa ở khắp mọi nơi và không nghĩ đến từng người trong mỗi một lúc hay sao? Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của Samson, có thể hiểu tại sao ông có thể băn khoăn và lại yêu cầu cụ thể như vậy. Xin Ngài nhớ lại tôi. Ở trong ngục tối, ông đã đủ thời gian để nghĩ về cuộc đời của mình, về sự kêu gọi, về sự thất bại, về hình phạt chính đáng mà ông phải đối mặt. Samson không ở đây như một người anh hùng nữa, thậm chí không phải là một kẻ lăng nhăng hay là dại dột nữa. Samson đến với một tư cách tội nhân ăn năn, tự nói với chính mình. Tôi thực sự không thể trông đợi điều gì nhiều ở Chúa. Sau khi tôi làm Ngài quá thất vọng, Chúa để cho tôi gục ngã, để tôi rơi vào tay kẻ thù và đã có bao nhiêu giờ phút đen tối của tâm hồn trong thế giới tối tăm của một Samson đã mù lòa ở trong ngục tù khi say cối. Trong những giờ phút đen tối đó, ông bắt đầu nghĩ, bây giờ Chúa thực sự đã quên tôi và nó đúng như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho ông một dấu hiệu của lòng thương xót. Đó là mái tóc, dấu hiệu của sự kêu gọi của ông, nó mọc lại ngay trong ngục tối. Liệu điều đó có mang lại cho ông sự can đảm một lần nữa hay không? Chúa vẫn chưa quên tôi sao? Chúa ơi, xin Ngài nghĩ đến con. Tấm gương của Samson có thể cho chúng ta can đảm để cầu nguyện
đặc biệt là khi có điều gì đó thực sự không ổn trong cuộc sống của mình, đã phạm sai lầm bởi vì con không nghe lời Chúa. Một điều như vậy cũng xảy ra giữa những cơ đốc nhân. Và rồi tôi có thể thất vọng, xấu hổ và tự hỏi bản thân liệu Chúa có còn quan tâm đến một người thất bại như tôi hay không. Hạnh phúc cho những ai thật lòng, thành khẩn và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ, xin hãy nghĩ đến con. Hãy làm như Samson ở đây, và chúng ta hãy nhớ rằng Samson chắc chắn không phải là người tốt hơn chúng ta. Nhưng khi không còn gì để mất, khi không còn nhiều lựa chọn nữa, khi bế tắc, ông đã cầu nguyện kêu danh Chúa, xin Ngài nghĩ đến con. Điểm thứ ba mà ông cầu nguyện, xin hãy ban sức lực cho tôi. Đó là điều khi người đàn ông có lẽ là mạnh nhất thế giới này cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài ban sức mạnh cho con. Bạn có nghĩ vậy không? Cảm giác thế nào khi mà ông là người nhổ tung cổng thành, tiêu diệt một số lượng lớn kẻ thù, cả nghìn tên, chỉ bằng một cái vung tay trong nháy mắt? Không như cảm giác mạnh trong các trò chơi phim ảnh ngày nay, với Simpson ấy, tất cả đó đều là đầy thực, việc thực. Một người thực sự cảm thấy rất mạnh mẽ và từng có ý nghĩ rằng mình bất khả chiến bại. Kinh Thánh cho biết ở trong các quan sát chương 14 câu 6, sức mạnh phi thường này ở Samson không phải là kết quả của sự rèn luyện sức mạnh đặc biệt, cũng không phải bẩm sinh, sức mạnh này là tác dụng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chỉ có điều là Samson có luôn hiểu rõ điều đó không? Chẳng phải ông nghĩ mình là một anh hùng và tin tưởng quá nhiều vào bản thân hay sao? Ông hết lần này lượt khác nghĩ rằng mình sẽ gỡ mình ra khỏi tay kẻ thù. Vậy mà ở trong tù, bây giờ sức mạnh siêu phàm của ông không còn nữa. Ông dành nhiều thời gian để thấm thía và suy nghĩ. Trong khổ đau, nhục nhã, ông đã học được rằng sức mạnh của ông chỉ từ Chúa mà thôi, và những sức mạnh đó chỉ như một món quà của Ngài. Ở đây thái độ của ông đã thay đổi. Ông đã không cầu nguyện để xin làm một anh hùng một lần nữa. Ông cầu nguyện xin sức mạnh đó và chỉ cho duy nhất lần này mà thôi. Mỗi chúng ta có thể hỏi, quyền năng của tôi ở đâu? Bạn và tôi có thể không là Samson, nhưng có thể làm ánh sáng cho thế gian và làm muối của đất cho Chúa Giêsu. Chân lý Samson học được trong ngục là đừng tin tưởng vào chính mình. Giăng chương 15 câu 5 nói, ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta không làm chi được. Nhưng hãy kêu cầu xin Chúa cho sức mạnh cần thiết, dâng vinh hiển cho Ngài. Điểm thứ tư là để tôi có thể trả thù người Philippines vì việc mất hai con mắt của tôi. Phải, đây là cách mà lời cầu nguyện tuyệt vời này của Samson kết thúc. Đáng tiếc phải không? Với một câu cực kỳ lạ, nó mang tính chất trả thù cá nhân. Điều này nó không xứng, không phù hợp với lời Chúa dạy. Nhưng nên nhớ Chúa Giêsu Christ Ngài chưa đến. Phao-lô dạy rằng, ở trong Roma chương 12 câu 19, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép, Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Martin Luther đã dịch chính xác, Samson muốn trả thù cho sự nhục nhã của mình. Và điều đó đưa chúng ta trở lại với sự yếu đuối của chúng ta, về bản chất tội lỗi của chúng ta, vốn đi kèm với những lời cầu nguyện trong suốt cuộc đời của chúng ta. Điều đáng kinh ngạc về lời cầu nguyện của Samson là như thế này. Đức Chúa Trời nghe thấy những lời Samson cầu nguyện, ban cho ông sức mạnh để xô đổ cả cái ngôi đền. Càng đáng kinh ngạc hơn, Samson bất chấp tất cả những sự yếu đuối của ông, là anh hùng đức tin được ghi ở trong Hebrew chương 11 câu 32 đến 34. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Một lời cầu nguyện được đáp lời ư? Trong tất cả sự yếu đuối của nó, điều này có thể cho chúng ta tỉnh táo phân biệt. Chúng ta không nên cầu nguyện để báo thù, không nên theo đuổi những mục tiêu ích kỷ của mình khi cầu nguyện. Ngay cả Samson lẽ ra cũng không nên làm điều đó vào thời điểm đó. Nhưng Chúa vẫn có thể nghe thấy, và vì vậy Ngài cũng đáp lại những lời cầu xin của chúng ta mà chúng ta cầu nguyện trong tất cả những yếu đuối và khiếm khuyết của mình. Bởi vì nếu Chúa xét đơn thỉnh cầu của chúng ta, xem ai xứng đáng được nhậm lời, chúng ta sẽ nghĩ có bao nhiêu đơn cầu nguyện được Chúa nhậm, được xét là xứng đáng trước đấng thánh khiết và công bình. Vì vậy toàn bộ nội dung lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy chúng ta ở trong Ma-thi-ơ chương 6 là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, xin nước Cha được đến, xin ý Cha được nên. Và sau đó có câu là xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Đó là đừng báo thù, xin Cha tha tội. Samson có lẽ sẽ ước ao được nghe những điều của lời dạy của Chúa Giêsu này mà ngày nay ấy, chúng ta được nghe. Điều đó nó khiến cho mỗi người chúng ta trở nên mạnh dạn hơn, không mặc cảm. Khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu mà kêu cầu Cha,
Nhân danh Chúa Giêsu là đấng đã gánh tất cả mọi tội lỗi, sự yếu đuối của chúng ta lên thập tự giá. Khi chúng ta nhân danh Ngài, giống như Samson, như một người không còn tin tưởng vào chính mình nữa, đó là sự tan vỡ thật. Lạy Chúa Giê-hô-va, xin hãy nghĩ đến con. Chúa Ngôi Hai đã hiện ra trong hình trạng thiên sứ của Đức Giê-hô-va, báo hiệu về sự ra đời của Samson. Vào lúc cuối đời, Samson kêu cầu Chúa Ngôi Hai đó là đấng mà đã hiện ra báo tin về lý do mà ông ra đời. Tác giả Thi Thiên 42 câu 8 cầu nguyện rằng: Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi. Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Đấng biết bạn từ trong lòng mẹ, trước khi bạn được sinh ra, ban cho bạn ân điển, ăn năn, kêu cầu danh Ngài để được cứu, bạn được tái sinh vào gia đình của Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là đấng mà Samson cầu nguyện năm xưa. Đức Chúa Trời Ngôi Hai, Đức Giê-hô-va. Điều đó khích lệ chúng ta hãy nhân danh Chúa Giê-xu quyền năng mà cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghĩ đến con và ban sức mạnh cho con. Để ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta không nhận thần yếu đuối, linh yếu đuối, nhưng mà chúng ta nhận linh của sự mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ, không sợ hãi, không hoang mang. Trong thời kỳ dịch lệ, trong thời kỳ đại dịch, toàn thế giới đầy sự đảo lộn này. Có một điều là những người mong thấy, nghe những điều chúng ta nghe, các vua, các bậc hiền triết đời xưa, kể cả Samson, cũng không học được điều này. Và ai sẽ là điều đáng trách hơn, khi mà người đã được nghe hay là người chưa được nghe. Một mặt nữa là Chúa nhậm lời cầu nguyện ngay cả trong những sự yếu đuối, sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta thấy đó là lý do mà Chúa Giê-xu Ngài nói, đức tin ngươi đã cứu ngươi, đức tin ngươi, bởi đức tin ngươi mà sự việc nó thành như vậy, bởi đức tin ngươi. Đức tin của một con người yếu đuối, không trọn vẹn, nhưng chỉ có một điều là đạt đến cái điểm đáy của sự thống khổ, giống như Samson đây. Và tại đó là bí mật của sự cầu nguyện. Tại đó là điểm hẹn của đấng tìm con chiên lạc. Và nguyện xin Chúa cho những người chưa tin, những người được chưa nghe về danh Ngài, có mặt tại đó và chúng con cầu nguyện rằng để đấng đi tìm con chiên lạc đó, tìm gặp được họ. Đức Thánh Linh xin cáo trách họ, xin cáo trách về tội lỗi, về sự của mình và về sự phán xét. Cho những đứa con hoang đàng, chợt tỉnh khi thấy được cái thân phận của mình, chả lẽ mình ra đời, chả lẽ mình sinh ra vì mục đích này hay sao? Xin gọi những đứa con hoang đàng trở về trước ngày mà Chúa sẽ cuốn trái đất này như tấm áo ấy. Amen. Cảm ơn Chúa, đây là bài học này.